tôi thấy đầu một thằng ấy đang nói này, à đây 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 rồi, thấy bây rồi, nào dựng cái luôn này, ok, nào dựng thì còn đỡ này, mày đi đâu, mày làm gì, à, ê, 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 nhầm 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 nhầm, mẹ con để ý vòng boy em bảo, thôi xong rồi tên rồi, tao phải may mà mình có nhiều kèo, bắn đây, mày bắn đây đây, mày dựng vòng kèo nên. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn coi thêm một video nữa. Và đúng rồi các bạn ạ, ở cái video này thì mình sẽ tiếp tục là sử dụng cái bộ đồ bên thèn đeo danh thôi. Bỏ là cái rồi, rồi ôi, ngay lúc đầu tiên là chúng ta đã có được cái mạng ngủ đầu tiên rồi. Rất là đơn giản thôi các bạn. Bên này có tiểu liệu MP10 này, thay luôn này. Và chẳng hiểu sao ngay từ lúc đầu game là ông này không hiểu nghĩ kiểu gì, hay là có vấn đề được tiêu hóa làm sao nữa, cứ ngồi ỉa quanh chỗ này thôi. Thế là tôi chạy qua, tôi thấy cái là phải điện thoại để bạn được số luôn, gọi là lắm, gọi là làm bậy làm bạ ở cái nơi công cộng à, tự nhiên thế là hay à. Nói chung là ngay từ lúc đầu tiên chúng ta đã có được cái mạng của rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ tiến ra cái khu khác và đi săn mạng thêm thôi. À cái gì đây, thằng nào trên súng bất tiện vậy, mày ở bởi mày trên súng bất tiện, mày bắn ai em ơi, à mày trốn sau cây à, nào cố định luôn nhá, thằng này chắc chắn là sẽ toang rồi. Mày ra đây em ơi, ăn quả lựu với quả này chắc chắn trúng rồi. Trúng rồi, chạy làm sao được bạn ơi. Rồi ôi, câu quả bách phát trúng như thế thì cũng mà chạy được trời nhá. Ok, vậy là chúng ta đã có được cái mạng thứ hai rồi. Và sau khi là xử xong những thiên nhiên ở quanh khu đấy, chúng ta tiến ra cái khu vực khác. Đấy là tháp đồng hồ em ạ. Là để quanh khu này. Quanh khu này có người là ai đây rồi. Lúc sau chỗ này à bạn ơi, ôi vãi cả trưởng luôn. Không biết là ngồi chỗ này được bao nhiêu lâu rồi. À tôi thấy mình rồi nhá. Mày có giỏi mày ra đây mày bắn tao nữa đi, tao trốn sau tường. À vãi trưởng chưa câu lựu luôn à. Máu chó mày bắn đây, từ từ để tôi cột máu cho đây đã nhá. À có vẻ như thiên nhiên cũng đang bị ăn bắn này mày. Đây đây à đây đây rồi. Thiên nhiên vừa bị hạ ngục rồi. Chắc chắn là phía trên này vẫn còn một thiên nhiên nữa. Thằng này nó to gan thật sự đấy. Nó dám cai hết cái mạng này của mình. Mẹ thì đang phải chọn cái chết rồi. Bây giờ mình sẽ bày ra một cái chiến thuật đấy. Đây là chúng ta chưa lút sát thiên nhiên vội. Bởi vì chắc chắn đấy là thanh niên còn lại sớm hơn muộn nó sẽ chạy ra gòng sát này để đi lút đồ ấy. Và cái lúc mà ông này không chú ý cái là chúng ta sẽ ra và xử thanh niên luôn nhá. Giờ là chờ đợi là hạnh phúc của em ạ. Nào mặc dù là cái gòng sát này trước mặt mình rất là ngon này, nhưng mà anh em đấy thấy nhá, tôi đã nói rồi mà, mấy cái trò mưu hiền kế bẩn của tôi là áp dụng vào là auto là có hiệu quả này. Anh em nhìn này, chuẩn bị đến này. Nào chuẩn bị bắn này. Mày à, bởi mày chạy đâu? Rồi ôi, ok nhá, mạng thứ ba luôn. Quá là easy luôn. Quy tử thì như thế nào? Ui à, mắc phải cái bẫy của tôi làm sao mà thoát được ra bạn nè. À, vẫn còn một thằng nước à? Mẹ tiên sư mẹ. Trên khu thác hồ này toàn kiểu sát thủ em ạ. Mẹ nó canh mạng ghê quá. Ok ok, dựng một keo ra đút đồ cho an toàn nhá. Quanh chỗ này tận hai hòm sắt cơ mà. Tha hồ mà đi đút đồ. Đó, mạng đại ba này, ngon này. Ờ, anh em có thể thấy là mở cái trang bị tủ đồ ra là một đống những cái trang bị luôn. Không thiếu bất kỳ một cái trang bị gì cả. Uầy, lại có thêm cái huy hiệu này, 20 huy hiệu rồi. Tí nữa tha hồ mà bùm bùm keo với cả cái mini đồ này anh em nhá. Từ từ nhá, để tôi lút thêm ít đồ lại. Đó, keo này, ok luôn. Ở phía bên trên kia có vẻ bắn nhau khá là căng nhỉ. Nhưng từ từ để tôi đút đồ, đốt phát ạ. Sau đấy là tôi chạy ra chỗ mới ngoài luôn nhá. Ủa có đạn phóng lựu này, toàn các dân chơi này. Ok ok, quả này mấy ông không cần gọi, không cần gọi nha, tôi vẫn tự biết đường tôi chạy ra, anh em hiểu không? Nào bây giờ chúng ta đang tiến thẳng phía đất trên này, cái tiếng súng đang khá là gần rồi, nhưng mà địch thì vẫn chưa thấy đâu. Đâu đâu rồi, các bạn đâu rồi? Các bạn ở đâu thì mau mau là lòi đầu ra xem nào, đừng bắt tôi là phải chạy đến tận nơi này chứ. Đây rồi, thấy không keo nó bao trùm vào quanh này. Ê, có vài. À đây rồi, đây. Ô nó không để ý này. Rồi ôi, ngồi ỉa lúc đồ là một tội đấy bạn ạ, à, bạn hiểu không? Vớ phẩn, ngồi đây lúc đồ, tôi đi chạy ngay gần rồi mà không nghe tiếng chân. Thanh niên này củi lắm, còn non và xanh lắm em ạ. Đó, thì hiện tại là chúng ta có xe này và có xe đang tiến ra cái khu vực tính. Và chưa gì thấy một thứ nữa này. Mày ra đây, chạy đâu bạn đây, lòi mặt ra. Bạn cứ phải gọi là chú ở trong làm gì, có phải gái mới lớn đâu mà sao ngại thế. Ra đây nào, ui dồi, chết rồi, tự con gái mình rồi. Nào ra đây nào, ui mẹ, thằng này nó cũng có mảng bảo vệ y hệt mình luôn em ạ. Nhưng mà xem thằng nào sẽ là người hạ ngục trước, thằng nào sẽ phải nằm đất trước. Tất nhiên là chú rồi, tôi mà hạ ngục trước thì chắc chắn là game này nó hết từ lâu rồi, không hiểu không? Ok, tay số 3 này, được này. Đó, bọc theo luôn, thấy rất là nhiều trang bị luôn. Cái thằng này là nó ủ huy hiệu trong người, sao một đống huy hiệu luôn em ạ. Giờ cái số huy hiệu mà trên người mình chắc phải lên tận hơn 30 cái rồi. Quả này mà đổi ra cái biron với cả cái bông keo thì phải gọi là hết sẩy luôn em ạ. Ok à, gì đây? Vừa mới xử thằng này lại thằng khác nó lòi đầu ra. Bọn này không sợ chết à? À mày ra đây. Từ từ cuốn vào chỗ này đã nhá. Thằng này chắc nó đang yếu rồi. Bắn thằng mình vài viên rồi. À đang chạy à? Chạy đâu? Chạy đâu thằng bạn ấy? Rồi ôi, tôi còn chục máu, tôi vẫn thừa sức tôi cận ông nhá, ông hiểu không? Nhớ nhà nhằng với tôi mà được á. Ok, cột máu cho đầy đã nhá. Đó, vậy là như mọi người thấy thế là hiện tại ở trên bản đồ ta chỉ có duy nhất là 7 thiên cuối thôi. Từ lúc 7 thiên cuối là chúng ta đã có thể giành top 1 trong trận đấu này rồi. Thì chúng ta cũng nên lưu ý nhá, gọi là không để gọi là mãi lúc đồ cái thì rất dễ là bị toang luôn đấy các bạn. Thật nào.
Nói chung là khi mà mình đi đút đồ là mình chắc chắn là mình sẽ phải ủ một cái quả bóng keo. Đó, dựng hai quả cho nó chắc. Mọi người phải chắc chắn là một cái khu vực ở phía giữa ấy, ở phía đằng sau ấy mà nó an toàn ấy thì mọi người không cần dựng ở khu đấy. Bởi tí nữa là mọi người chạy nữa, nếu mà mọi người dựng là, gọi là phun hướng thì chạy làm sao được. Uầy, vãi trưởng luôn anh em ạ. Quả này đúng kiểu hết sảy luôn. Ba cái trang bị mini drone này, nó là một đống bóng keo luôn này. Ngon. Thực ra thì đấy, những cái vòng bo gần cuối ấy, thì mình thấy là những cái trang bị mini drone rất là khó mua luôn. Không phải nói cách khác ấy, không hẳn là nó khó mua đâu mà chả qua là những cái người chơi bên trong game chúng ta đã mua hết sạch rồi, nên là đến cái vòng bo cuối ấy, các bạn mà có nhìn thấy cái bài bán hàng tự động ấy thì gần như không còn cái trang bị mini drone để có thể là sử dụng nữa. Đấy, đến một cái điều rất là buồn luôn ấy. Ước gì Gana mà không giới hạn cái trang bị mini drone thì chắc chắn là một cái game này sẽ khá là thú vị các bạn. Nghĩa là một cái bản đồ phải thấy là chục cái mini drone nó bay quanh map chứ đùa đâu. À, có tính nhanh. Đó, bây giờ ra trứng nổ mới tay luôn, đỡ phải dựng cái bộ chữa. Vãi cả trường này em ạ, trong cái tính kia còn thêm một cái mini drone nữa. Tôi nhiều đầu quá rồi, béo chắc thêm luôn đấy. Ok, phải sử dụng cái hai cái ống cứu thương mới có thể là lấy được thêm cái trang bị mini drone. Và như mọi người thấy ấy, là hiện tại là trên bản đồ ta chỉ có thứ nhất là 7 thiên cuối thôi. Chỉ cần xử nốt 7 thiên cuối là chúng ta đã có thể là giành top 1 trong bản đồ ấy rồi em ạ. Ui dồi ôi, sao tự nhiên một cái con bò lạc lại chạy ra rông ở phía bên ngoài ấy nhỉ? Tại không có bom keo hay sao nhìn thấy mình mà không thấy chạy. Được rồi, bây giờ chúng ta đã có thêm hàng một nữa rồi, nào tiếp tục đi kiếm thêm người rồi. Ơ, trên này có người này, em thấy gì chưa? À, ở trên này mà cũng dám là, dám nào bắn anh mày à? Mày đây, anh mà căn được vào sọ thằng này nó vỡ đầu luôn rồi nhá. Đấy, sợ chưa? Thấy mình lên cái là bắt đầu là dựng bom keo ra ngay và luôn. Không có chuyện là bắt đầu mình dâng đến tận nơi rồi, lúc đấy là bắt đầu là phải chạy nhá. Hay lắm con chó này, phải dựng tứ phương này thì bố ai mà bắn được. Từ từ bây chúng ta sẽ rút cái khẩu AK ra, bắn nát cái quả bóng keo đó ra. Phải bắn nát quả này ra mới có cơ hội để có thể là căn sọ thiên nhiên được em ạ. Mày ra đây, nào, lo đâu mày ra. Mẹ, cái thằng này đàn bà nhỉ. Cứ về còn để cái khác thúc giục này. Nào mày ra đây, mày đây, lo đâu ra. Mẹ, mày đang chơi đùa tao đấy à. Nào mày ra đây, nào đừng có trốn sau chỗ đấy nữa. Mẹ cái thằng tiểu nhân mưu hèn kế bẩn này nữa. Căn sọ này, quả này vỡ đầu ạ. Vỡ đầu là con chó này, chắc là phải vỡ đầu rồi, làm sao chuyện là sống sót được. Nhổ nhằng, chỉ được cái núp là không ai bằng thôi. Ra đấy solo là tôi vả cho không chịu phát nào ngay. Ok, và anh em có thể thấy là khi mà mình bắt đầu là sử dụng cái trang bị mini drone ấy, là quét ở quanh cái khu này là tận 3 thiên nhiên nữa đang ở một chỗ này cơ. Càng thế nhỉ, mà mỗi thằng ở nó lại ở một cái khu khác nhau. Anh em thấy gì chưa, một thằng nó chạy ở cái góc phía rìa bên kia kìa, không biết là thiên nhiên đã nhìn thấy mình chưa ấy nhỉ. Nhưng mà chắc chắn là đã nhìn thấy cái trang bị mini drone của mình đang quét thấy thiên nhiên rồi. Wow, càng thế nhỉ, mình như cái bánh bị kẹp thịt đấy. Hai thằng chỉ ở phía bên trong, một thằng ở phía đằng sau. Chắc chắn là phải xử thiên nhiên phía sau trước chứ không để đẻ trứng được em ạ. Nào ra đây. Thằng này láo à. Quả đấy nếu mà ông không bắn tôi thì tôi cũng giả vào, tôi không biết ông đâu. Nhưng mà ông thì ra ông chọi chết rồi. Ra đây, dài nào bạn ơi. Không dám đòi đầu ra. Nào, không lựu đạn đâu này. Mày chạy đâu? Nào, ăn phần lựu đạn đi. À, phải trở ở trong mà vẫn bị ăn bắn ạ. Vẫn bị ăn bắn à. Tôi đổ cho ông là 50 máu cho ông mừng thôi. Mà ông phải đổi lại cho tôi cả mạng sống của ông hiểu không? Nhổ nhằng. Ok, nào thích từ bên trong nào. Nào chúng ta sẽ sử dụng lốt cái mini drone nữa để có thể là thích bên trong nhá. Uầy, bo bắt đầu tua rồi. Quả này bo này mà không chạy chỉ cũng chết thôi em ạ. Quả này bắt đầu là đến bo cuối là bắt đầu căng rồi đấy. Căng rồi đấy, là địch chỉ còn 2 hàng nữa rồi. Không biết là ai sẽ là người giành top 1 trong trận đấu ở đây. Đâu rồi? Tôi thấy đầu một thằng ấy đang nói này. À đây rồi, thấy biết rồi. Nào, dựng kêu luôn này. Ok, nào, dựng thì còn đỡ này. Mày đi đâu? Mày làm gì? À, nhầm. Mày có để ý vòng boy em bảo tôi xong rồi tên rồi. Tao mày mà mình có nhiều kèo. Bắn đây, mày bắn đây. Mày đang dựng vòng kèo nên sáng mai. À, vai trường nó mày đi xuyên vòng kèo này. Mày chơi vậy chơi kỳ vậy bạn ơi. Chơi gì mà chơi kỳ vậy, từ từ để tao chạy nhá. Bạn ơi, tha mình cái, mình còn mẹ già con trẻ ở nhà. Mẹ đi sư thôi. Vãi cả trường nó không để ý cái vòng boy em ạ. Ui, phát cả đái thiên nhiên danh huyền thoại à. Tôi mới danh đồng thôi à, làm sao mà chơi được cái thiên nhiên huyền thoại đây. Căng thế. À, thực ra là cái vòng boy của ta là vẫn có một thiên nhiên nữa, không biết là thiên nhiên huyền thoại này hay là thiên nhiên đối thủ ở phía bên kia là sẽ là người giành top 1 trong trận đấu ở đây. À, thiên nhiên này nút xác mình cá là cũng kiếm được nốt cái trang bị mini drone cuối cùng nữa rồi. À, bắt đầu là sử dụng năng nâng giáp rồi. Và nhưng mà boy đang thui đi rồi. À, vẫn thừa ra một cái kèo để chạy qua được rồi. Đỉnh cao ấy. Nào. Ai sẽ người thấy cứ màu đây mình nghi thanh niên trước mặt á. Ui, chơi phóng lựu nhá. Mẹ thằng này. Ui thằng này. Ôi giời ơi, thế mà chết. Ơ vai trưởng. Nó tự bắn phóng lựu vào bông keo nó tự chết kìa. Mẹ ngu người, vai trưởng luôn em ạ.